Dạ cả, bắt luôn chưa? Này cầm chết ngon. Vậy mà không lấy. Nó nằm bên trong. Trong cái hộp mùi kìa. Thì trong cá này nó nằm bên cỏ. Cái nào lắm cỏ. Đấy con gì kìa, con chuối kìa, đấy. Bắt con nó phi luôn anh. Rồi, sợ được con. Con chuối đầu tiên. Nhặt cho vui vậy. Chắc là còn từ đấy nó phóng phóng ra đấy đấy. Cái chuối dính điện nó đâm luôn nó là bị phóng được. Không cái con mà nó. Ở đây con tôm. Tôm to vớt. À con cá. Dạ. Con tôm trà. Ui này này. Con gì đấy chép à? Đấy chép. Toàn chép và chép nhỉ. Tỏi à. À chà. Thắt là đây, cần phải thì với sao á. Trên này là cá nó nằm bên bờ. Bắt đi, bắt xuống. Anh Trường cũng khó. Ừ. Đấy, lừ. Thế anh đến là phải ngọ cái đảo nhỉ. Bật đi, cho nó xách nó mỏi tay. Cái loại đuôi đỏ, à, người đỏ ấy. Úi giời. Làm khoát quả gốc ổi này. Không có gì. Không có gì rồi, bây giờ đây. Lừ đây. Con gì đây? Ôi giời ơi. Chạy. Phú xa. Kia là em nào được gỡ hẳn nè. Lắp nó. Ơ. Rồi lên được chẳng lòng. Zofi. Kìa, cá kìa. Úi giời, con cá chép. Con này là con to nhất. Con chép à? Dạ, nó to lắm. Siếp. Mô hịt mẹ. Bên này thì nó ở bên kia, đây bên kia nó ở bên này. Hỏng. Đấy, cái cần phải cứ sắp đời quá.
đây rồi. Dài chưa? Chà. Quay anh nhìn thấy nào. Lấy cái cọng cỏ đưa vào cho anh đặt đây đã. Anh chụp cái quả anh. Giờ cái không, giờ phải nhìn thấy con cá ngang rồi đấy. Giờ tay ra bên ngoài. Ngửa con cá bên ngoài á. Gần quá vậy không? Không. Hay là ngửa vậy? Từ túm mẹ vậy giờ nhìn cho nó đẹp này. Giờ gần con cá này. Không gần quá, anh cứ đứng. Ok. Chơi lúc nãy. Cho à Lâm hai cầm hai con luôn. Rồi tí nữa. Tí nữa. Lấy hết lớp đoạn này nè. À chào. Không sao mà cái quần da đó. Da nó ra đau. Thế hình may tôi đã cảm thấy là nặng tay rồi. Đang định bắt một yến cho anh sách một bữa cho chưa. Vừa mới giao khi đâu. Giao kèo là 5 cân rô phi mà mẹ không được cân rô phi nào. Con này chưa được cân đấy chứ. 5 cân rô phi, 5 cân cá. Cá ngon mà chứ cuối cùng chưa được cân rô phi. Thừa cân cá ngon. Cá ngon thì chắc phải chưa được 5 cân nhưng mà thôi thế là được rồi. Ăn đủ ăn rồi. Rô phi bắt trong này có con ngon hết nhỉ. Đây chỗ này để ý không có con cá đâu. Bên kia. Đây này, cứ đánh dấu cây kia cả. Đánh lại. Đánh dấu cây kia cả. Nó lên đấy. Đấy, là để ý xem có vừa nãy có con cá nó rụt của đấy đấy. Đấy là nó nằm ở đấy đợi anh nữa. Ý là nó đấy nó say nắng này. Thì nó lên này. Đấy bắt đầu nó lại con cá lại đó. Đánh. Này mấy bà ông bà cái dồn hết lên nó lên đây mà. Này nó bắt ốc nó dồn hết. Lúc đầu đi nhỉ? Nó đi chép lên liên tục. Luffy. Có cá đấy. Xem cá gì thôi. Tiếp đi anh. Không tin là con bé đấy mà hụt đấy đâu. Con này à? Không phải. Con này. Cứ quật thêm tí nữa đi. Cứ đâu lên. Làm con cá chuối to như thế này nữa có phải là ngon lành không? Gần nửa xô rồi. Kiếm đi, em chuối như thế nhở. Về làm nồi om hoặc nướng phải ngon à. Ui con mè. Con mè à? Ở đây cũng có cá mè à? Ủa. Đùa. Con mè trắng này, ngon nhá. À mè trắng. Mè ta đấy. Mè ta đấy. Mè được khoảng 5 con làm bờ gói thì tuyệt vời. Gói. Ô, con gì đấy? Đánh kìa. Lại đạn. Con gì đấy? Con cá chép thôi. Hôm nay cũng có cá mè nhỉ, chắc ao ra. Ô, con mưa. Không, nhưng mà con gì phát rồi trong bờ. Sâu xuống, đâu nãy cơ, đâu, ở giữa đấy. Không, đây nè. Hay anh thử xem, ngoáng thử xem có lên không. Không lên. Đấy, rất đảo dẻo, bữa nay tay nghèn đi xuống rồi. Bắt. Hai con này là vô ý nhau. Hai con hai giống. Hôm nay đánh được nhiều loại phết nhỉ. Không có rô đồng rô điếc đâu. Nhưng mà chép với lại. Ui trời con này này. Bụng này. Con này còn thiết hơn chép đấy. Chép. Chép nhỉ cá này. Xong bụng ghê nhờ. Thì
con chúng tôi không say. Từ từ từ. Đợi này. Cầm hai con chuối đây anh Trung. Wow, bão vậy. Hai con nữa. U chèo dài chưa? Wow. Dưới ngang này, dưới ngang, ngang hẳn là ngang ngang. Lại ngang lại. Ok. Quá đỉnh vãi. Quá tưởng hôm nay thất bại mà. Tuy được không nhiều nhưng mà toàn cá ngon đúng không? Thế này là nhiều rồi, lúc sau. Không ngờ ở đây. May hôm nay bọn nó dồn đấy nhỉ. Nó dồn thì mình đánh khi thưa cá đấy mà toàn cá đỉnh. Đấy. Bắt. Dưới trong. Dưới trong. Bắt nó. Ủa, bắt một lại được đôi. Hôm nay là không có thương thay cho bố con thằng nào hết đúng không? Ô, còn gì đó? Không có chém à? Lên đây. Làm tí. Làm tí. Con gì mà hút cần cái bụp một cái. Mày bé mày hút ghê thế. Cống ấy, cống, miệng cống. Con chép à? Được. Có cái màu đấy. Giờ nó khác khác một tí. Không ngủ chưa ơi. Làm nghịch kịch quanh quanh tí kinh thôi. Đây, ngay chỗ đầu rồi. Thì nó chở phóng rồi. Đánh lúc này cá giáp lên đẹp hết. Kích điện tử à? Kích điện tử anh ạ. Kiếm ăn chuối nhỏ về cắm cái ông lá đời nữa. Bên nhà đồng nó có bụi xả thưa. Cắt luôn lát xả nướng thơm lắm. Không, lấy luôn lát xả khô ấy. À, quấn vào nướng. Đốt thay rơm. Đốt lát xả thay rơm á. Ờ, thôi. Ôi, thôi. Đừng có. Ôi, thôi. Nằm ở đấy thôi anh ơi. Vớt nhẹ thôi, đi nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, anh rút vọt lên mắt nên là. Trời. Nó nằm ở đấy thôi, không